Xin chào anh em. Thì hôm nay là cái video hướng dẫn trade coin thứ năm. Thì trong cái phần năm này mình sẽ tìm hiểu về các loại biểu đồ giá trong giao dịch trade coin. Mình đi sang dạng biểu đồ thứ nhất là biểu đồ đường. Thì biểu đồ đường là biểu đồ của đường nối tất cả các mức giá đóng cửa. Ở đây mình có một cái ví dụ về biểu đồ Bitcoin. Và đây là biểu đồ đường của đồng Bitcoin với một cái chấm ở đây là mức giá đóng cửa của một ngày. Ví dụ ở đây là mình đang có cái mức giá đóng cửa của ngày hôm nay. Ngày mai nó sẽ có một mức giá đóng cửa, thì mình sẽ nối hai cái mức giá này lại với nhau, nó thành một cái đường. Và ngày mai lại mình cứ tiếp tục mình nối cả cái mức giá đóng cửa đó, mình cứ lặp đi lặp lại cả cái mức giá đóng cửa đó mình nối lại với nhau. Thì đây thì mình sẽ có được một biểu đồ đường của đồng Bitcoin đó. Tiếp theo là dạng biểu đồ thứ hai là biểu đồ thanh, là dạng biểu đồ mình sử dụng các thanh để mình thể hiện cả cái mức giá. Ở đây là thanh này là thể hiện chuyển động giá. Mình có cái mức giá đầu tiên là giá mở cửa, thì mình sẽ có cái thanh nằm bên tay trái và đằng sau nằm ở dưới. Mình có cái mức giá thứ hai là mức giá đóng cửa, là mình thể hiện được cái thanh ngang bên tay phải và nằm ở trên. Giá cao nhất thì là mức giá ở trên cùng của thanh, giá thấp nhất là giá ở dưới cùng của thanh này. Ở đây mình cũng sẽ có đồng Bitcoin với biểu đồ giá thể hiện qua cả cái thanh đó. Đây là những cái thanh. Rồi mình sang cái dạng biểu đồ thứ ba, đây cũng là một trong những cái dạng biểu đồ mà được sử dụng nhiều nhất. Mình có cái dạng biểu đồ nền nhật. Biểu đồ nền nhật thì thể hiện chuyển động giá thông qua hình dạng của các cái nến. Ở đây mình có ví dụ là ở đây trên biểu đồ soi trên sàn Binance, thì ở đây là một cái ví dụ về biểu đồ nền nhật. Ở đây là mình có cả cái chuyển động giá của nó thông qua hình dạng của các cái nến, đây những cái nến xanh và nến đỏ này. Rồi ở đây thì mình sẽ có một ví dụ ở một số dạng biểu đồ trên TradingView. Đây thì mình có thể chọn cái dạng biểu đồ, một trong những cái dạng biểu đồ đây bao gồm là biểu đồ đường này. Đó. Thì ở đây mình có cái mức giá đóng cửa của ngày hôm nay thì nó sẽ biểu tượng trong như một chấm này. Ngày mai thì nó cũng có một chấm mà mình cứ tiếp tục mình nối như vậy thì mình sẽ cho mình được một dạng biểu đồ đường của đồng Bitcoin như thế này đây. Đó. Thì cái dạng này thì cũng ít được sử dụng thôi. Thông thường thì khi mà mình cần vẽ những cái vùng hỗ trợ kháng cự, mình muốn biết được các cái mức giá đóng cửa nằm ở đâu để mình dễ vẽ, thì mình sẽ chuyển sang cái dạng biểu đồ đường này để mình sử dụng. Một dạng biểu đồ thứ hai là biểu đồ thanh. Đây mình thể hiện các cái biến động giá thông qua các thanh, gồm thanh xanh và thanh đỏ như thế này. Thì màu xanh là tượng trưng cho là việc tăng giá, khi mà mình thấy tăng giá thì thể hiện cho nó xanh, còn màu đỏ thì nó thể hiện khi giá đang giảm. Thì dạng biểu đồ này nó rất là ít được sử dụng luôn. Mình sẽ có cái dạng biểu đồ thứ ba. Cái dạng biểu đồ này nó rất là phổ biến, đó là dạng biểu đồ nền nhật. Thì mình thấy đây thông thường khi mà mình sử dụng thì mình sẽ sử dụng cái dạng biểu đồ này. Ở đây là một cái nến này sẽ tượng trưng cho cái chuyển động giá trong vòng một ngày. Đây là cả cái mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa thì nó sẽ thể hiện cho mình biết thông qua hình dạng của các cái nến nhật như thế này. Đó. Rồi mình sẽ sang một phần tiếp nữa, đó chính là mình sẽ nói về các cái khung thời gian khi mà mình trade coin. Khung thời gian thì mình sẽ sử dụng nó trên cái biểu đồ nến. Thì mỗi cái nến đại diện cho chuyển động giá trong một khung thời gian mà mình đã chọn. Ở đây thì mình sẽ có, trước tiên là mình sẽ giới thiệu về một số khung phổ biến khi mà mình trade. Ở đây mình sẽ có khung thời gian 0 phút, viết tắt của nó là chữ M. Mình có là 5M thì nó đại diện cho 0 5 phút, 15 và 30 thì đây tượng trưng cho 05 phút, 15 phút và 30 phút. Khung giờ thì nó sẽ ký hiệu bằng chữ H. Mình có hai khung thời gian phổ biến đó là 01H và 04H. Đại diện cho khung thời gian là 1 giờ và 4 giờ. Mình có khung tiếp theo là khung ngày thì nó có viết tắt là chữ D. Mình sẽ có khung phổ biến nhất mà rất là nhiều trader sử dụng đó là 01D, tức là biểu đồ trong vòng 1 ngày. Khung tuần thì mình có chữ viết tắt là chữ V kép ở đây, và mình cũng có cái khung là 1D, à 1 V kép. Không tháng thì viết tắt là chữ M và đại diện của nó là 01M, là một tháng. Thì khi mà mình chọn khung thời gian thì với mỗi cái nền trên biểu đồ thì nó sẽ là chuyển động giá của một cái khung đó. Rồi ở đây quay trở lại về biểu đồ của đồng Bitcoin, thì ở đây mình là cái nơi mà mình sẽ chọn cả khung thời gian bao gồm cái khung 5 phút này. Khi mình chọn cái khung này thì một cái nền này, một cái thân cái nền này là chuyển động giá trong vòng 5 phút đó. Tương tự ở đây thì mình có cả khung là 15, 30 và 45 phút. Đây là những khung cơ bản mà mình thường sử dụng. Rồi tiếp theo là khung giờ, thì mình sẽ có khung 1 giờ và khung 4 giờ. Đây là hai khung mình thường xuyên sử dụng nhất. Ngoài ra khung ngày thì mình có khung 1 ngày. Khung tuần thì mình có 1 tuần và 1 tháng. Đó, đây là nơi mình sẽ chọn cả khung.
Rồi thì giả sử như mình chọn không ngày ở đây thì mình biết được là chuyển động của một cái nến này, đó chỉ là một ngày. Mình thấy ở phía dưới này nó có báo cho mình biết là ngày mùng 3 tháng 9 này, cái nến đỏ dài này là không của là chuyển động giá trong là mùng 3 tháng 9 đó. Mình sang cái nến thứ hai, cái nến xanh này là ngày mùng 4 tháng 9 đó. Thì một cái nến 1 giờ này, khi mình chọn cái khung 1 giờ thì mỗi cái nến này nó sẽ là tượng trưng cho 1 giờ đó. Ví dụ như cái nến đỏ này thì sẽ tượng trưng cho chuyển động giá trong vòng là ngày 25 tháng 10 năm 2020, và thời gian nó mình tính đó là từ 12 giờ cho tới 1 giờ đó. Khi mình sang một cái nến khác thì là chuyển động giá trong vòng từ 1 giờ cho tới 2 giờ đó. Tiếp theo là mình có cái khung 4 giờ, thì một cái nến này á, sẽ tượng trưng cho chuyển động giá trong vòng 4 giờ. Và nếu như mình chọn cái khung là 1 giờ thì bốn cái nến này, 1 2 3 4, thì bốn cái nến này thì đó cũng là chuyển động giá trong vòng là một cái khung 1 giờ này. Đó, bốn cái nến 1 giờ thì nó sẽ bằng một cái nến 4 giờ này. Đó. Rồi còn nếu như mình chọn không ngày á thì một cái nến 1 ngày này sẽ tương đương với 6 cây 4 giờ. Đó. Và nó sẽ tương đương với là 24 cây 1 giờ. Đó. Thì đó là một vài lưu ý khi mà mình sử dụng với những cái khung thời gian trên biểu đồ nền. Rồi, thì cái video này sẽ kết thúc ở đây. Mục đích của video sẽ giới thiệu đến em một vài cái dạng biểu đồ khi mà mình chơi coin, và đặc biệt là cái biểu đồ nền. Trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em về cái cấu tạo của những cái nền nhật này và cách để mà mình đọc những cái nền nhật này. Đó, tức là mình sẽ biết được là những cái mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa, những cái nền xanh này có ý nghĩa gì và những nền đỏ này có ý nghĩa gì. Đó, rồi thì mình sẽ hẹn anh em mình trình bày kỹ hơn về biểu đồ nền nhật này trong những video tiếp theo. Rồi nếu anh em thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn giúp mình một like và một sub để ủng hộ kênh, cũng như là cập nhật thêm nhiều phần tiếp theo của hướng dẫn trade coin nữa. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em.